Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Lập chí làm việc lớn. Thân tâm và việc làm của chúng ta cũng nên có mục tiêu chánh đáng. Mục tiêu chánh đáng là tương lai chúng ta có thể giúp gì cho nhân loại, hầu làm lợi ích cho nhân dân, chứ không phải là bảo người ta đến làm lợi ích cho mình. Nếu bảo người khác đến làm lợi ích cho mình, như vậy mình là đồ phế thải, là vật vô dụng, là kẻ không có chí khí, lưỡng lự trù trì ít quyết đoán, là con người ủy mị ủ rũ không phấn chấn. Đừng nên như thế, các em hãy nên lập mục tiêu về cách làm người cho mình. Lúc trong lớp học, các em nên chuyên tâm nhất trí nghiên cứu học hỏi. Học Anh văn thì phải hết sức nỗ lực, học tiếng Hoa thì cũng phải cố gắng dụng công, đừng để thời gian quý báu qua đi. Thiếu niên là thời đại hoàng kim. Đây là lúc lập nên mục tiêu chánh đáng, tương lai nhất định sẽ thành người chỉ đại trên thế giới. Nếu các em lập mục tiêu hèn mọn hạ lưu, như lập chí muốn tương lai mình làm bác sĩ để kiếm được nhiều tiền hơn, để hưởng thụ, thì đó là quan niệm sai lầm. Hoặc như lập chí tương lai mình sẽ làm nhà khoa học, nghiên cứu ra một mớ quái vật để khống chế thế giới, đó cũng là tà tri tà kiến. Tóm lại, bất luận các em học cái gì, như học bác sĩ, hoặc giả, học khoa học cũng có thể giúp ích cho người và cần phải dùng những cái mình đã học để làm lợi cho người. Bác sĩ nên lấy việc cứu trị bệnh tật cho người để làm tông chỉ, chứ đừng nghĩ việc kiếm tiền là trên hết. Những nhà khoa học nên nghiên cứu để phát minh ra những điều mới lạ, có lợi ích cho thế giới nhân dân mà không có hại. Các em chớ nên chỉ vì kiếm tiền, vì hưởng thụ cá nhân, bởi đó là những tư tưởng rất thấp hèn. Con người nên có tư tưởng chỉ đại, lập chí nguyện chỉ đại, chứ không phải chỉ biết có việc kiếm tiền. Các em nên biết hai chữ danh và lợi đã hại chết biết bao nhiêu người trên thế giới rồi. Tại sao thế giới có chiến tranh? Cũng bởi vì cái lợi và cái danh này. Tại sao người giết tôi giết người? Cũng bởi vì cái danh, cái lợi này. Thật sự là hai chữ danh lợi đang chi phối con người đến nỗi hồ đồ điên đảo. Cho nên trong lúc học tập, chúng ta phải chú trọng đến minh lý, nghĩa là chúng ta phải minh bạch tất cả các đạo lý, như đạo lý xử thế và cách đối đãi với người. Chúng ta cũng phải rõ ràng minh bạch, chữ minh lý và danh lợi trong tiếng Hoa phát âm giống nhau. Người xưa đi học không vì danh lợi, mà ngày nay người ta đi học là vì lợi danh. Ta đỗ được bằng bác sĩ, đó là một cái danh. Ta có thể kiếm được nhiều tiền, đó là một cái lợi. Cũng đều là từ hai cái danh và lợi đó mà ra cả. Sở dĩ thế giới này bại hoại cũng chỉ vì bại hoại trên hai chữ lợi danh. Người ta sống như say, chết như mộng là vì họ cầu danh cầu lợi. Cho nên cổ nhân nói, trên thế giới này chỉ có hai hạng người, một là cầu danh, hai là cầu lợi. Chúng ta nhớ đừng chạy theo hai loại người đó mà cầu danh cầu lợi. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng nhớ đến sự lợi ích của toàn nhân loại. Các em hiện nay hãy còn trẻ tuổi, nếu bảo tồn được tư tưởng không cầu danh lợi, như thế tương lai nhất định cả thế giới này đều sẽ có lợi ích. Giảng ngày 16 tháng 1 năm 1987. Ha ha ha,